Chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học Toán lớp 10 trên trang ol10.vn. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ đến với những bài học về đại số tổ hợp. Nội dung chính của chương này là cung cấp những kiến thức cơ bản bao gồm hai quy tắc đếm thường dùng, đó là quy tắc cộng và quy tắc nhân, cũng như các khái niệm, công thức về hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp và khai triển nhị thức Newton. Ở trong bài đầu tiên này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về quy tắc đếm. Đếm được coi là bài toán cổ xưa nhất của nhân loại. Và cũng là một trong những thao tác toán học đơn giản, nhưng xuất phát từ sự đơn giản đó, chúng ta có thể ứng dụng vào giải quyết những bài toán rất phức tạp ở trong thực tế, ở trong khoa học. Và cụ thể trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với hai quy tắc đếm. Sau này sẽ được ứng dụng rất nhiều trong các bài toán tính xác suất, đó là quy tắc cộng và quy tắc nhân. Bài học ngày hôm nay của chúng ta là quy tắc đếm và sơ đồ hình cây. Sơ đồ hình cây cũng chính là sơ đồ để minh họa, để chúng ta dễ dàng thực hiện việc đếm và bài học của chúng ta ngày hôm nay sẽ gồm ba nội dung chính. Nội dung đầu tiên là quy tắc cộng, thứ hai là quy tắc nhân và thứ ba là kết hợp cả hai quy tắc trên. Ở trên màn hình các bạn đang quan sát được kết quả tại giải đấu Cúp C1 châu Âu mùa giải 2021-2022. Bắt đầu từ vòng 16 đội, từ kết bán kết và chung kết, chúng ta có các cặp đấu như thế này. Và nếu thầy đặt ra câu hỏi là từ vòng tứ kết cho tới kết thúc mùa giải đó thì có bao nhiêu trận đấu diễn ra thì bằng việc đếm các bạn hoàn toàn có thể trả lời được câu hỏi này. Nếu như tại tứ kết và bán kết các trận đấu sẽ diễn ra theo hình thức lượt đi lượt về thì chúng ta có vòng tứ kết có 4 cặp ứng với 8 trận. Bán kết có 2 cặp ứng với 4 trận nữa. Chung kết thì là 1 trận. Như vậy chúng ta có 8 này cộng 4 cộng 1 là tổng cộng 13 trận kể từ vòng tứ kết. Như vậy vừa rồi thầy vừa thực hiện hai thao tác, một là đếm và hai là cộng các kết quả lại. Và đó cũng chính là hai thao tác liên quan tới quy tắc cộng mà chúng ta sẽ tìm hiểu ngay sau đây. Trước khi tổng quát hóa quy tắc này thì chúng ta sẽ đến với một bài toán cụ thể là chọn đường đi. Hàng ngày để đi làm thì thầy sẽ thường đi vào khung từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút từ nhà tới công ty. Phương tiện mà thầy sử dụng là xe buýt. Thì trong khoảng thời gian này có các chuyến xe E05 một chuyến, xe 16 thì gồm hai chuyến và xe 33 cũng gồm hai chuyến. Thầy có thể chọn một trong các xe này để di chuyển. Vậy từ nhà tới công ty, thầy có bao nhiêu cách để chọn chuyến xe cho mình? Thầy có thể chọn chuyến xe E05, có thể chọn xe 16, xe 16 thì có thể là chuyến thứ nhất hoặc chuyến thứ hai, xe 33 cũng tương tự. Như vậy thầy sẽ có tất cả 5 cách để chọn chuyến xe buýt cho mình các chuyến xe là, là hoàn toàn riêng biệt không có liên quan gì tới nhau nên số cách chọn thầy thực hiện phép cộng cũng tương tự như ví dụ chọn đường đi tiếp theo thầy có một bài toán là chọn vé tàu nhưng phức tạp hơn một chút này trên tàu thì có các toa ghế ngồi và các toa giường nằm bây giờ xét toa ghế ngồi trước thì gồm có hai loại ghế một là ghế cứng hai là ghế mềm còn bên toa giường nằm thì lại chia ra thành khoang 4 giường nằm và khoang 6 giường nằm. Nếu các bạn lựa chọn khoang 4 giường nằm thì chúng ta có thể chọn tầng 1 hoặc tầng 2. Khoang 6 giường nằm thì có 3 lựa chọn là tầng 1, tầng 2 hoặc tầng 3. Vậy các bạn sẽ lần lượt trả lời cho thầy các câu hỏi sau đây. Câu hỏi đầu tiên là có bao nhiêu loại ghế ngồi và có bao nhiêu loại ghế giường nằm. Chính xác ghế ngồi thì có ghế cứng và ghế mềm nên chúng ta sẽ có hai loại ghế ngồi. Nhưng ghế giường nằm thì các bạn phải để ý này, ở khoang 4 thì chúng ta có hai loại. Ở khoang 6 chúng ta có ba loại nữa là có 1 2 3 4 5 loại vé giường nằm. Một hành khách có thể chọn một trong các loại vé tàu trên thì người đó sẽ có bao nhiêu lựa chọn vé cho mình? Hai loại vé ngồi 5 loại vé nằm thì tổng lại chúng ta có 7 loại vé để lựa chọn. Trong các ví dụ vừa rồi thì các bạn đều thấy thầy đều sử dụng phép cộng. Nhưng khi nào thì chúng ta có thể thực hiện phép cộng như thế thì các bạn sẽ chú ý lên đây. Việc mà chúng ta chọn xe buýt hay chọn vé tàu thì đó là một công việc mà được thể hiện theo một trong nhiều cách. Cụ thể ở đây, việc chọn vé tàu thì là một công việc được thể hiện theo một trong hai cách. Cách 1 là ghế ngồi, cách 2 là ghế giường nằm. Trong đó, cách thứ nhất thì chúng ta có hai cách thực hiện, có thể là ghế cứng hoặc ghế mềm. Còn cách thứ hai với ghế giường nằm thì chúng ta có 5 cách thực hiện. Khi đó, công việc chọn vé của chúng ta sẽ có tất cả 2 cộng với 5 cách chọn và 2 cộng 5 ở đây chính là quy tắc đếm thứ nhất, quy tắc cộng. Các bạn sẽ đến với trường hợp tổng quát giả sử một công việc có thể thực hiện theo một trong hai phương án khác nhau. Trong đó, phương án thứ nhất thì có N1 cách thực hiện, phương án thứ hai thì có N2 cách thực hiện. Thì công việc của chúng ta sẽ có N1 cộng N2 cách thực hiện. Và để minh họa thì người ta thường sử dụng sơ đồ hình cây để các bạn thuận tiện trong việc đếm. Ở trong ví dụ xe buýt, ví dụ về tàu, thầy cũng đã sử dụng sơ đồ Ví dụ khi chọn xe buýt, phương án thứ nhất có hai cách thực hiện, phương án thứ hai có một cách thực hiện và phương án thứ ba có hai cách thực hiện, thì số cách thực hiện công việc chúng ta cũng sử dụng phép cộng như ở trong phần lý thuyết này. Hai phương án thì lấy n1 cộng n2. Ở đây ba phương án thì chúng ta sẽ lấy 2 cộng 1 cộng 2 và có 5 cách thực hiện. Và nói rõ hơn về sơ đồ hình cây thì thực đơn các bạn đang quan sát được ở đây chính là một ví dụ về sơ đồ hình cây. Sơ đồ hình cây là sơ đồ bắt đầu tại một nút duy nhất, ví dụ ở đây, bắt đầu từ menu này, với các nhánh tỏa ra, các nút bổ sung. Thực đơn thì gồm có phở và bún. Phở thì lại chia ra thành phở bò, phở gà. Bún thì là bún bò, bún riêu cua và bún cá. Như vậy, từ một nút này, chia ra thành các nhánh bổ sung, sẽ cho ta một sơ đồ hình cây và quan sát vào sơ đồ hình cây này thì các bạn sẽ trả lời cho thầy cô hỏi hỏi chấm 1. Một. một quán ăn phục vụ ăn sáng của thực đơn như thế này thì khách hàng có bao nhiêu lựa chọn một món ăn sáng? Để lựa chọn một món ăn sáng thì khách hàng có thể chọn phở hoặc bún. Như vậy chúng ta sẽ có hai phương án. Phương án thứ nhất là phở. Phương án thứ hai là bún. Như vậy phương án phở thì có hai cách thực hiện. Tương tự phương án bún thì có 1, 2 và 3 cách thực hiện. Áp dụng quy tắc cộng, chúng ta sẽ có số cách để lựa chọn một món ăn sáng sẽ là 2 cộng 3 và bằng 5 cách. Như vậy qua hỏi chấm 1, các bạn sẽ nắm được cho thầy cách chúng ta quan sát vào sơ đồ hình cây để có thể đếm được các cách thực hiện một phương án cũng như cách áp dụng quy tắc cộng để trả lời được yêu cầu của bài toán. Từ đó các bạn sẽ đến với câu hỏi tiếp theo hỏi chấm 2. Thầy có một bộ cờ vua gồm có 32 quân cờ, 16 quân màu trắng, 16 quân màu vàng. Bạn đô lấy ra tất cả các quân tốt. Vậy thì các bạn sẽ đếm xem bạn đô lấy ra bao nhiêu quân cờ. Các bạn chú ý quân tốt ở đây sẽ là các quân ở hàng này với quân màu trắng hoặc là ở hàng này với quân màu vàng. Các vị trí thể khoanh tròn chính là hình ảnh của quân tốt. Chính xác. Vậy thì chúng ta sẽ có 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quân tốt màu trắng và 8 quân tốt màu vàng. Các bạn sẽ áp dụng quy tắc cộng thôi. 8 cộng 8 là 16. Như một yêu cầu phức tạp hơn là bạn ấy lấy ra tất cả các quân cờ trắng và tất cả các quân tốt thì các bạn sẽ đếm xem số quân cờ mà bạn ấy lấy ra là bao nhiêu. Có bạn thực hiện như sau, quân tốt thì có 16, chúng ta vừa đếm rồi, 8 quân trắng, 8 quân vàng. Còn số quân cờ trắng thì ban đầu thầy đã giới thiệu, 32 quân thì gồm 16 quân vàng và 16 quân màu trắng. Vậy thì áp dụng quy tắc cộng, ta sẽ lấy 8 cộng 8 cộng 16 bằng 32 quân cờ, vậy thì bạn đầu đã lấy ra tất cả 32 quân cờ. Hiện nhiên điều này là không chính xác bởi vì trong 8 quân tốt màu trắng này, thì nằm trong số 16 quân màu trắng. Hay nói cách khác, chúng ta đã tính hai lần các quân tốt màu trắng, nên kết quả phải bớt đi 8 mà chỉ còn lại 16 cộng 8 là 24 quân cờ. Nhưng điểm các bạn cần chú ý ở đây, nếu thay biểu diễn số quân cờ màu trắng là tập hợp A, tập hợp các quân tốt là tập hợp b thì phần giao nhau của hai tập hợp này chính là các quân tốt màu trắng nên ta sẽ không thể áp dụng quy tắc cộng là các quân tốt và các quân trắng chính là a hợp b không thể bằng số phần tử của tập a cộng số phần tử của tập b bởi vì ở chương trước chúng ta học rồi công thức này sẽ còn thiếu trừ đi n a giao b nên các bạn phải chú ý cho thầy quy tắc cộng chúng ta chỉ áp dụng cho trường hợp mà một công việc có nhiều phương án nhưng các phương án đó phải rời nhau, không phụ thuộc vào nhau. Công việc lấy ra các quân tốt và các quân trắng thì gồm có phương án lấy ra quân tốt và lấy ra quân trắng, nhưng hai phương án đó không rời nhau mà chúng có giao nhau thì ta không thể áp dụng quy tắc cộng trong trường hợp này. Từ lưu ý đó các bạn sẽ trả lời tiếp cho thầy câu hỏi ở trường 3. Bạn Hằng có 9 quyển Conan, 3 quyển Doraemon và 2 quyển Thần Đồng Đất Việt. Các quyển thì đều là các tập khác nhau, tức là các quyển sách này không có hai quyển nào giống nhau cả. Bạn Hằng sẽ có bao nhiêu cách để chọn ra một quyển sách truyện để đọc? Thì ở đây để chọn ra một quyển sách đọc thì bạn ý, thì bạn hàng sẽ có 3 phương án. Phương án thứ nhất là chọn truyện Conan thì ta sẽ có 9 cách, bởi vì có 9 quyển khác nhau mà. Phương án thứ hai là chọn Doraemon thì có 3 cách. Phương án thứ ba chọn thần đồng lớp Việt thì có hai cách. Vậy theo quy tắc cộng, ta sẽ lấy 9 cộng 3 cộng 2 thì bạn ấy sẽ có tất cả 14 cách chọn ra một quyển sách để đọc. Như vậy trong phần một này các bạn sẽ nắm được cho thầy thế nào là quy tắc cộng và trường hợp nào thì chúng ta sẽ áp dụng được quy tắc cộng đó.